Rồi, chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ chi tiết số bóng của cái ghế này. Rồi, chi tiết số bóng là cái chi tiết này. Nó cũng đơn giản giống như chi tiết số 2 thôi. Rồi, ok. Bây giờ kích cho new. Bật. Ok. Đây, mình sẽ mở một cái bật mới. Đây, bây giờ để mà có thông tin kích thước, các bạn có thể là tham khảo cái trong web mà dạy sinh lý học bật số bóng này để các bạn có kích thước bằng dễ vậy. Ok. Đây, bây giờ là mình sẽ chọn cái mặt nào để mình vẽ. Đây, mình thu lại gọn là để có cái kích thước cho mình dễ như vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn mặt top plane, chọn top plane new sketch. Là mình vẽ hình chữ nhật là center này, điểm tâm cái này, rồi gắn kích thước là 318.25. Rộng của nó là 57.15. Rồi bây giờ mình sẽ kết qua cái tab feature extrude. Mình sẽ chọn midplane, bề dày của nó lên là 19. Ok. Rồi tiếp theo mình sẽ chọn cái mặt này, mình new sketch control 8 mình một phím. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cái biên dạng hình chữ nhật này, rồi cũng tương tự chọn cái hình kiểu hình chữ nhật này. Rồi chọn tâm này, cái hình nhật ra, gắn cái thước và smart dimension, kết cho cái này là 38.1, và bề rộng là 12.7. Được. Rồi các bạn extrude ra với cái bề rộng của nó là 12.7. Rồi bây giờ mình sẽ lấy đối xứng qua, thay vì vẽ mình lấy đối xứng cho nhanh, mình chọn mặt phone, rồi chọn lại mirror đối xứng. Rồi ở đây mình có cái mặt là mình chọn, rồi bây giờ đến chọn đối tượng cần đối xứng, mình chọn feature to mirror này, kích cho đây. Ok. Rồi tiếp theo mình sẽ gắn vật liệu gỗ, mình gắn vật liệu gỗ này vô cái material, kích chuột phải Edit Material. Đây, các bạn chọn cái gỗ, rồi chọn cái vật liệu mình cần, Apply, Cloud, đóng lại. Rồi bây giờ đến lượt mình khai báo thông tin để sau này mình xuất qua cái bản clip vật tư. Ok. Đây, các bạn có thể là chọn File, Property, mình chọn qua cái Tag Custom. Đây, ở đây bạn chọn cái là No đi. Rồi khai báo là chi tiết số bóng. Rồi description thì bạn có thể khai báo đặt tay nhiễm bên này. Rồi rồi vật liệu các bạn gắn là gỗ. Ok. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái vẽ chi tiết của bật số bóng này. Bây giờ mình sẽ lưu lại. Bấm vô file CSS. Bây giờ mình sẽ lưu về, ví dụ như là lưu ở đây. Cho mình đã đặt tên rồi, cho nên bây giờ mình cho đây thôi. Lưu về bật bóng. Size right left này. Save lại. Yes. Rồi. Và là mình đã hoàn thành xong cái vẽ chi tiết số bóng của cái ghế. Các bạn thấy video hữu ích hãy like và đăng ký để ủng hộ mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở bài hướng dẫn tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.